Hello, xin chào mọi người nha. Hôm vừa rồi thì một số bạn đặt câu hỏi cho mình đó là sấy mèo bao lâu sẽ khô. Ngày hôm nay mình làm clip này là để test thực tế nha. Em sáng nhà mình là vừa mới tắm xong này, chân với đuôi là còn rất là nhiều nước đó, thì ngày hôm nay mình sẽ lau cho em nó kỹ phần chân và phần đuôi thôi, còn lại bên trên thì để xem cái sấy là bao lâu là sẽ khô nha. Đầu tiên là cái câu hỏi của bạn hỏi là khi sấy đó thì có tốn điện hay không, thì là mình trả lời là không tốn nha. Tại vì là đối với cái lồng sấy này này thì công suất của cái đèn nhiệt ấy là khoảng 900W, đây cái đèn nhiệt mà để sưởi ấm này này, còn mấy cái quạt ở dưới ấy thì tổng cộng lại chỉ tầm là 100W thôi. Khi nào cái lồng này đủ nhiệt, khi nào cái lồng này đủ nhiệt thì nó sẽ tự động là tắt đèn nhiệt và chỉ còn những cái quạt chạy. Như vậy là lúc này cái lồng nó hoạt động chỉ khoảng là 100W thôi, thì nó sẽ không có tốn điện nha. Thì như nãy mình vừa làm đấy, là các bạn xem thì trước khi tắm mèo các bạn nên bật cho lồng lên khoảng tầm 37 đến 38 độ. Đó, ở trên cái đồng hồ nhiệt độ nó có sẽ hiện 37 đến 38 độ. Thì bạn tắm cho mèo xong thì đem mèo ra và chúng ta lau cho mèo, nếu được là 2 lần thì càng tốt, còn không thì lau 1 lần cũng được. Chúng ta lau cho nó khoảng từ kỹ nhất là phần chân, phần đuôi và phần bụng đó, vì các cái phần này là nó sẽ lau khô nhất. Sau khi lau xong thì chúng ta thử cho mèo vào, và như mèo của mình đây là đã được sấy với lồng là 2 năm rồi, cho nên là rất là quen lòng. Đó, như nãy tôi mình nói là khi đủ nhiệt là đèn nó sẽ tắt, như vậy là rất là lợi điện và nhiệt độ trong lòng nó cũng không có tăng quá cao, nên mình có thể yên tâm là mình để đó để đi chợ này, hoặc là đi nấu ăn này, đi tắm này, nó rất là yên tâm. Như lòng của mình đang sử dụng đây là xài kết nối với app với điện thoại, thì sẽ có thể thêm cái chức năng hẹn giờ nữa, thêm chức năng hẹn giờ và đo cái kilowatt điện tiêu thụ nữa, nó rất là tiện. Như lúc nãy mình tiếp tục, lúc nãy thì khi các bạn tắm cho mèo xong nha, cho vào, như mèo của mình đây đang rất là dạn thì có thể nó sẽ đứng hoặc nó đi lại hoặc là nó liếm lông, thời gian khô sẽ nhanh hơn. Còn đối với mèo của một số bạn mà lười hoặc là nó nhát nhát gan á, thì vào nó sẽ nằm im một cục đó, nó nằm im một chỗ như này thì cái phần quạt ở dưới thổi lên nó rất là lâu khô. Đối với những bé mèo như này các bạn nên để ý từ 20 đến 30 phút thì các bạn đổi vị trí nó một lần để cho em nó đứng lên. Và theo kinh nghiệm của mình là lần đầu lần hai, nếu các bạn chưa tin tưởng cái lòng của mình, các bạn có thể là ngồi canh, nhưng mà các cái lần sau các bạn cứ để đó, các bạn đi chỗ khác. Khi các em mèo không thấy có người, các em mèo sẽ tự động đi lại liếm lông. Và hồi mới 4 phút, lúc nãy mình lau thì khoảng gần 1 phút, như vậy là cũng đã 3 phút rồi. Hiện nay là mùa đông là đến rồi các bạn, mùa đông và mùa mưa. Mình thấy các bạn bắt đầu đặt bên mình cũng nhiều rồi đấy. Theo cái số Zalo 0327 072 422, các bạn đã liên hệ số Zalo này và đặt hàng bên mình rất là nhiều. Theo mình thấy cái lồng này thì rất là tiện, những ai đi làm về thời gian ít có thể là đi tắm xong rồi cho mèo vào tắm cùng luôn đó, cho mèo vào tắm cùng luôn, sau đó là ra sấy thôi. Còn theo mình nha, theo cá nhân mình nha, mình là người làm lồng và sử dụng rất là lâu rồi đó, thì mình thấy cái thời gian sấy bao lâu thực ra nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì cái về phần tốn điện là không tốn mấy rồi nè. Một lần sấy như này cứ cho là khoảng tiếng đồng hồ thì chỉ tốn khoảng 3-4 ngàn tiền điện thôi. Còn các bạn sợ nó sấy lâu quá là bị ốm bị đau, thì các bạn thấy đó, mèo của mình đang nằm rất là thoải mái, không có run rẩy gì,
nhiều khi cái nhiệt độ ở trong lòng nó còn cao, còn còn tốt tốt hơn ở ngoài nữa, nhiều khi cái môi trường nó còn tốt hơn ở ngoài nữa các bạn. Cái còn cái lòng của mình đây là bằng nhựa. Bằng nhựa thì ở một số clip trên cái kênh YouTube của mình đã nói rất là rõ về cái nhựa này rồi. Nó kháng nước tuyệt đối luôn. Có thể đem cái lòng này là cái khung á, cái nhựa này á, đem đi nhúng nước mà cũng không sợ hư nha. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem khoảng tầm bao lâu là sẽ khô cái lòng này, khô khô mềm này. Cái loại quạt mình đang sử dụng cho lòng này là loại quạt mạnh, bên dưới là có bốn quạt mạnh, bên dưới bốn quạt mạnh thổi lên, đằng sau là có hai quạt thường thổi qua. Đấy, như mình cũng hay treo như này để bé mèo đứng dậy này. Đó, sau là có hai quạt thường thổi qua, lấy cái ý tưởng là từ hoa văn của Trung Hoa. Đó, hoa văn Trung Hoa. Đây là bộ kết nối với app điện thoại, còn không thì có thể dùng cái đồng hồ cảm biến nhiệt, đồng hồ cơ. Đây là nhựa, nhựa. Rồi. Đây các bạn thấy đấy, nãy giờ là khoảng tầm 5 phút rồi mà đèn vẫn chưa sáng lại. Như vậy là nãy giờ nhiệt độ trong lòng nó vẫn đủ và chỉ có quạt chạy thôi. Mẫu này cũng đang là mẫu được ưa chuộng bên mình nha, bằng nhựa hoặc mạnh êm ái. Theo cái kinh nghiệm của mình là sấy một bé mèo này khoảng tầm từ 30 đến 40 phút, mèo của mình là 5 đến 6 kg. Đó. Và 5 đến 6 kg, nhìn các bạn thấy này, bên trong vẫn còn rất là rộng. Tức là mình có thể để vừa 2 đến 3 bé mèo. Như vậy là càng lợi điện nữa. Đó, trong lúc đang sấy bé này mình đi tắm cho bé khác rồi tiếp tục bỏ vào luôn. Có mấy cái đoạn này chi tiết nó chưa hoàn thiện lắm, là do cái lồng này là mình làm để cá nhân sử dụng. Còn nếu cho các bạn sử dụng thì mình làm hoặc là mình nói thợ làm sẽ chi tiết và tỉ mỉ hơn. Cái này mình làm nhanh trong vòng 1 tiếng hồ thôi, rồi mình lấy về mình xài sử dụng cũng rất là bền, cũng 2 năm rồi mà chưa thấy hư. Bé xám nhà mình là được vía cho nên rất là ngoan, tuy em chỉ là một em xám xanh thôi nhưng mà rất là thông minh, rất là quấn chủ. Anh ta nhìn xem lông bay này. Gió từ dưới thổi lên. Đó, mỗi lần mà em nó rẫy như vậy thì nhanh khô nữa. Mà sao hôm nay không thấy liếm lông? Chắc là có mấy cô chú nhìn nên hơi ngại. Theo mình là thiết kế một cái lồng sấy đấy, nó không chỉ cần nhiều quạt hoặc là nhiều thiết bị là đủ được, mà chúng ta còn phải sắp xếp cái chi tiết như thế nào để cho nó hợp lý. Ví dụ như cái lồng của mình đây thì chỉ một chi tiết nhỏ trên lồng thôi,
là có thể giảm thời gian sấy xuống khoảng 5 phút đó. Bạn nào ngày xưa học giỏi vật lý hay là khí động học thì cũng có thể nhìn ra thôi. Có thể các bạn khác ở xưởng khác thì lấy mẫu của mình để làm, nhưng mình dám chắc rằng là cái hiệu quả nó sẽ không bằng, tại vì còn nhiều chi tiết, thậm chí là cách bố trí quạt, cách bố trí nhiệt như thế nào để cho đơn giản, giá thành thì ổn nhất mà lại hiệu quả nhất đó. Mình thấy một số bạn làm rất là nhiều chi tiết, rất là nhiều thiết bị, theo mình là không cần thiết đó, theo quan điểm cá nhân mình thôi nha. Thời gian qua thì mình cũng cảm ơn các cái bạn gần xa, vừa rồi có một bạn bên Campuchia nữa mua lòng của mình ship đi Sài Gòn xong rồi gửi qua chành xe đi Campuchia cho bạn ấy, cũng có một hôm là bán cho một bạn ở Nhật đó. Cảm ơn các bạn rất là tin tưởng và cảm ơn mình và ủng hộ mình. Thì các bạn ở xa mua lòng về nhớ kiểm tra giúp mình, kiểm tra hàng xong rồi hẳn nhận nha. Các bạn mua lòng về các bạn kiểm tra cho mình xem xung quanh có sức mã gì không đó. Đầu tiên là cái cảm quan bên ngoài này có sức mã gì không, cửa xem là cửa nẻo nó có ổn không, rồi chúng ta kiểm tra xem các cái quạt nó có chạy được không, có chạy đều không, rồi là có rớt cái nào không đó, rồi đèn có bể hay không. Thì ở đây mình đã làm trước cái việc kiểm tra rồi, nhưng mà sợ trong quá trình vận chuyển thì nó không được như ý, mong các bạn giúp mình kiểm tra, sau đó là thanh toán cho bên shipper để nhận hàng. Đó, thế thôi. Và lòng này mình bảo hành từ 3 đến 1 năm, từ 3 tháng đến 1 năm, tùy vào loại lòng, tùy vào giá tiền. Nhắc lại, Zalo của mình là 0327 072422 nha. Đây các bạn xem vẫn còn rất là rộng. Như này thì để ok thì có thể là 2 bé hoặc hơn là ba bé đó, liếm lông. Nếu bạn nghĩ thử tại sao là phải ngồi là cầm máy sấy đúng không, tại sao cầm máy sấy rồi xịt cho em nó, rồi một tay giữ một tay xịt ướt cả người mình mà không đầu tư một cái lồng như này, giá chỉ từ 2 triệu thôi đó, rồi bỏ vào thế là xong, cho em nó cũng vừa thoải mái, mình cũng vừa thoải mái. Nói thật là từ ngày có lồng này là mình xiên tắm cho bé mèo hơn hẳn rồi đấy. Mình đi tắm mình cho vào tắm chung, xong rồi là bôi xà phòng, bôi loại xà phòng chống nấm đấy, xong rồi mình đem ra thế thôi, rồi bỏ vào lòng thôi. Bên mình còn có mẫu dùng đèn UV để khử khuẩn cho lòng sau khi tắm xong, sau khi sấy xong, và cái loại có ion. Ion này các bạn sẽ thường thấy ở trong các cái quạt thông gió đó, các cái quạt hút mùi đó, nó sẽ giúp là khử mùi của mèo này và trị nấm, trị vi khuẩn rất là tốt nha. Đó, mình nhà mình có một cái máy hút không khí nên mình biết. Bình thường vào phòng rất là hôi, nhưng mà mình bật máy hút không khí lên là nghe mùi rất là thơm, rất là trong lành. Nhiều phần trong cái máy hút không khí đó nó có nhiều thứ khiến cho phòng sạch đi, nhưng mà trong đó có một cái là cái ion cũng đóng góp rất là nhiều. Mình còn có đèn tắm nắng đã được kiểm tra và đưa vào ứng dụng cho trồng cây, thay thế được 80% ánh nắng mặt trời nha. Đối với các cái bạn ở hộ gia đình ở trên ban công, ở trên chung cư đấy, không có điều kiện để cho mèo tắm nắng nhiều đấy, thì có thể thêm cái loại đèn tắm nắng của mình. Và hẹn giờ, đối với các bạn có cái hay quên, các bạn hay quên thì cũng thể có thể là thêm hẹn giờ, thêm núm chỉnh mạnh nhẹ cho quạt, mình đều làm được hết nha. Các bạn đừng có quan tâm cái cục kia nha. Cục kia là mình mua để mình cục hẹn giờ đấy, là để mình sạc cho xe điện thôi. Đó. Còn các bạn có thể cắm trực tiếp vào trong đèn của gia đình là bình thường.
16 phút rồi. Bạn nào có công việc bận thì có thể tua về cuối video nha, hoặc là ở lại đây chơi cùng mình, xem thử là thời gian khô là bao lâu. Các bạn nào quan tâm đến cái lòng sấy của mình á thì chịu khó nhắn tin vào cái Zalo 0327 072 422, hoặc là theo cái đường link Facebook của mình để ở dưới phần mô tả đó, thì các bạn nhắn tin cho mình rất là sẵn lòng trả lời từng tin nhắn một. Các bạn đừng ngại nha, tại vì có một số bạn khách mà mua lòng của mình, sau này mình hỏi thì lúc đầu là hỏi chuyện rất là ít nó, xong rồi có khi hỏi xong rồi là im im cả tháng sau là lại hỏi lại. Thế thì mình hỏi tại sao vậy thì bảo là lúc đó em cũng chưa biết chọn loại nào, hỏi nhiều thì cũng ngại nó. Thế thành ra là mình và bạn ấy mất cả hơn một tháng để làm việc với nhau lận. Thay vì vậy thì mình rất là thoải mái, các bạn cứ hỏi, cứ phân vân loại nào thì các bạn cứ tham khảo, rồi thậm chí là các bạn hỏi thôi, các bạn không không mua cũng được, các bạn lưu tin nhắn lại đó, lần sau mua hoặc là giới thiệu cho người nào cần. Như vậy là mình cũng rất cảm ơn rồi, nhưng mà mình cũng mong các bạn mua ủng hộ mình nha, chứ không là con mình là đói mất các bạn ơi. Đây này, con bé xám của mình đấy, nhìn ốm nhom cũng không lòi xương rồi, không có cái miếng thịt nào luôn đó. Như vậy là có 3 lần đèn sáng rồi đúng không? Rồi, như vậy là đèn lại tắt lại rồi, thấy không? Nó chỉ sáng có một lúc rồi, đủ nhiệt nó lại tắt rồi. Có vẻ như là cũng gần khô rồi các bạn. Thôi mới 20 phút rồi, mình để 30 phút luôn cũng được. Bình thường như như mình hàng ngày là như này là mình đã cho ra rồi đó. Xong rồi em nó sẽ đi chạy nhảy đi chơi là nó sẽ khô thôi. Nhưng mà thôi hôm nay mình để cho nó khô hẳn xem thế nào nha. Mình chỉ sợ là thời lượng video dài quá, đăng lên YouTube nó lâu lắm các bạn.
hình như là em nó ngủ mất rồi, gọi dậy thôi. À cũng khô đây. Rồi cho 4 phút đảo lại thứ nha. Nướng khoai đây. Các bạn có thể thấy là hai phần chân trước đã khô rồi. Đó. Chân trước thì khô. Chân sau thì vẫn hơi ẩm một tí. À bên mình cũng có hai loại nhập khẩu rồi nha. Barbific và Best Marvel bên mình cũng có luôn. Coi nhìn anh thoải mái chưa? Nhiều khi em mới thích ở trong này hơn ở ngoài đấy. Rồi, xin tạm biệt các bạn nha. Như vậy là cũng khô rồi, theo mình là như thế này là cho ra được rồi. Còn các bạn muốn có thể để thêm 5-10 phút nữa cũng không sao. Cho các bạn xem này. Cho thử lòng này. Chân này. Muốn nhanh khô nữa thì lúc các bạn lau lau kỹ phần chân đuôi nữa là ok rồi. Ta vào bên trong còn nhìn luôn. Đây con. Rồi, xin chào tạm biệt.